Trên ơi, tôi có xin mấy quả gấp thì bán nhá. Dạ vâng. Cái cô bà coi cái cuốn với cháu nhá. Cảm ơn bà nhé, cháu xin bà cháu về đây. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái đây có 3.000. Ba 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 cháu không nhìn thấy đường à? Không. Yeah, cháu đi đâu về? Cháu đi nhà bạn về mà bây giờ không có ai. Thế à, cô đưa cháu về nhá. Cô đưa cháu về một đoạn nhá. Cô, cháu đứng đây chờ cô nhá. Cháu bám vào xe cô nhá. Vâng. Đi theo cô nhá. Thank you.
ơn nhá. Cảm ơn nhá. Dạ vâng ạ. Về đến nhà rồi. Được rồi. Dạ vâng. Chị ơi vào đây em mua áo đẹp cho chị này. Được. Chị thử mặc xem vừa không? Em mặc cho chị nhá. Được. Chị đứng ra xem nào. Xem nào. Đẹp quá. Vâng. Đẹp. Mặc được 6 đi em với. Ngâm gạo nếp cho em chưa? Ngâm rồi. Vâng, để tí xong chị ở với cháu. Em đi xôi cơm gấc nhá. Vâng. Tối nay chị em mình ăn. Thank you.
Cảm ơn Diếp nha. Vâng ạ, không có gì ạ. Đó chào bà nha. Chào Diếp. Ngoan nha Diếp nha. Ông ở nhà không hả? Có, ở nhà luôn. Dạ vâng. Ông xuống tắm giờ một tí hả?
cháu làm xôi gấc mang biếu ông một nắm rồi. Dạ vâng, cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ. Cháu chào ông, cháu về đây ạ. Dạ, dạ.